quý vị. Đất kẻ sàn, quan kẻ vẽ, đó là câu nói lưu truyền trong dân gian để ca ngợi về làng Đông Ngạc, làng kẻ vẽ xưa, ngôi làng nổi tiếng với nhiều người đỗ đạt làm quan trong triều. Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội 10 km, hôm nay Linh Trang sẽ dẫn các bạn khám phá một ngôi làng với những nét đẹp cổ kính mang đậm dấu ấn của làng quê Bắc Bộ. Làng Đông Ngạc hiện có trên 100 ngôi nhà cổ, có thời gian xây dựng trên 100 năm. Trong đó, nhiều ngôi nhà gỗ được chạm khắc công phu, bảo tồn nguyên trạng. Còn có những ngôi nhà thờ cổ được dựng từ mấy thế kỷ trước. Kế thăm nhà của bà Lưu Thị Ánh, ngôi nhà có tuổi đời hàng thế kỷ. Trải qua dấu ấn của thời gian, nhưng những kiến trúc hiện đại, pha chút cổ điển luôn khiến người ta hoài niệm về một thuở xa xưa. Tôi là thế hệ thứ tư, còn các con là thế hệ cháu. Thế thứ năm, thứ sáu, ông bà tôi ngày xưa là làm quan người giúp những người dân đấy, mọi người đến coi như là phát cháo cái thứ chẩn luôn đấy. Ông bà tôi là ông Phạm Quang Trấn. Ngày xưa tôi về làm dâu tôi mới có 20 tuổi, năm nay là 65 tuổi, trông nom nhà cửa mấy chục năm rồi cho các cụ, các ông, các bà. Nhà này không bao giờ đi đâu cả, coi như là cứ suốt ngày suốt để làm kỷ niệm cho nó đẹp đẽ. Tôi vẫn lưu giữ cái nhà này cho đến các khách đến tham quan các thứ, để mọi người biết đến làng cổ Đông Ngạc nhiều hơn. Thưa quý vị, người ta từng nói là khi đến thăm làng Đông Ngạc mà không đến thăm đình Đông Ngạc hay là đình kẻ vẽ thì chuyến đi đó sẽ thực sự không trọn vẹn. Đình làng Đông Ngạc, công trình lịch sử hơn 5 thế kỷ, vẫn luôn là biểu tượng cho sự trường tồn và đại diện cho nét văn hóa của ngôi làng cổ. Mái ngói đỏ, giếng nước, sân đình đều mang vẻ đẹp truyền thống mà người dân nơi đây đã gìn giữ suốt mấy trăm năm qua. Đình Đông Ngạc nằm trong số ít những ngôi đình cổ kính của thủ đô Hà Nội, hiện còn bảo lưu được khá nguyên vẹn bố cục, cảnh quan kiến trúc và các di vật quý giá. Hiện nay, cùng với tốc độ đô thị hóa, những ngôi nhà cao tầng mọc lên, nhiều di tích đang dần mai một. Tuy nhiên, ngôi làng cổ với truyền thống hiếu học luôn là niềm tự hào, ăn sâu vào trong máu thịt với người dân nơi đây. Bản thân em thì là một người trẻ thì sống ở đây từ nhỏ thì em nghĩ rằng là em cảm thấy rất là tự hào, tại vì là mình được sống trong những cái kiểu như là những ngôi nhà cổ kính ấy. Khi mà mình ra ngoài thì mình có thể biết được những cái sự phát triển của bên ngoài, nhưng mà mình cũng có thể hiểu được những cái truyền thống ở bên trong ngôi làng cổ của mình. Mong là ngôi làng có thể phát triển hơn để cho nhiều người biết đến hơn về những cái truyền thống tốt đẹp của ngôi làng cổ Đông Ngạc ạ. Ngày trước ở đây thì người ta gọi là đất làng giàn, quan làng vẽ, làng này toàn làm quan thôi. Thế mà làng này là làng chính, có cả ông Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đấy. Ở xóm này bây giờ chỉ còn có vài nhà cổ thôi, còn đâu là thay đổi hết bằng nhà máy bằng. Thế tôi cũng rất là mong muốn là sau này là tất cả các thế hệ trẻ mà các cháu đi học bây giờ để nó vẫn biết được về cái lịch sử của làng vẽ. Và như là bản thân chúng tôi thì là cũng sẽ nói lại, kể lại cho các cháu để cho các cháu đã biết về cái lịch sử và truyền thống của làng vẽ. Rời xa chốn đô thị phồn hoa, đến với làng Đông Ngạc Hà Nội, nơi tâm hồn cảm nhận rõ sự trầm tĩnh, bình yên. Dạo quanh ngôi làng cổ, ngắm nhìn những cánh cổng làng siêu phong, chìm ngưỡng những nét kiến trúc cổ kính, suy tư về những câu chuyện lịch sử, ta càng cảm thấy biết ơn và tự hào về mảnh đất Đông Ngạc, làng kẻ vẽ.